thấy mẹ xanh xao quá. Bởi vì mẹ không thể dừng những suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Mẹ đừng như thế. Chúng ta phải nghĩ về tương lai. Con cũng phải quyết liệt hơn để đi nốt con đường con đã chọn. Mẹ vào nghỉ sớm đi nhá. Thời gian gần đây, em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Em nhận ra có lẽ nào em và tình yêu của em với anh chỉ giống như tên của em anh lưu trong điện thoại. Spam là thứ khiến người ta khó chịu, bị làm phiền, chán ghét. Em không muốn như thế. Nhưng của nhiều năm trước kia, sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để chạy theo anh. Giờ em vẫn vậy. Nhưng nếu như anh không cần em thì cũng cứ nói với em một lời. Vì giờ đây em còn có Gôn, em cũng cần có những chuẩn bị chu đáo để trong bất kỳ tình huống nào mẹ con em vẫn có một cuộc sống ổn thỏa. Lâu rồi chúng ta chưa rời xa nhau. Em muốn biết nếu ngày đó có đến thật sự thì hai chúng ta sẽ đối diện với nó thế nào. Vậy nên anh đừng lo nhé. Nhìn mới là vợ mày kia ơi. Gôn mới là con trai của mày. Cẩn thận không ngã đấy con. Mẹ chụp cho con đi. Ok. Nào, tạo dáng nhá. Cười tươi. Răng sún kìa. 2, 3. Răng khắc. 2, 3. Trời ơi, con trai của ai mà đẹp trai chứ nhở. À, bố. Ôi, nhớ con trai quá. Mới một ngày không gặp mà sao nặng thế? Có nặng vì nhớ bố đấy. Mẹ cho ăn cái gì mà sao nói chuyện ngọt thế nhỉ? Sao thế? Không muốn anh đến à? Anh không phải đi làm à? Có chứ. Nhưng anh có việc quan trọng cần phải làm hơn. Sao em không nói với anh? Anh không đọc tin nhắn của em à? Em còn nhắn tin cho anh là em đưa con đi chơi rồi mà. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Đã để cho mẹ con em chờ lâu quá. Từ giờ anh sẽ không để cho em và các con của anh phải chịu thiệt đâu. Anh biết rồi à? Anh Thắng gọi cho anh mới biết. Sao lại giấu anh? Em bé đến đột ngột quá, cho nên em cũng muốn suy nghĩ thêm. Em không định giấu anh đâu. Em cũng nghĩ là về nhà em sẽ nói chuyện với anh. Chỉ có điều em hơi bối rối nên cũng có những bất an nhất định.
bàn tay ta làm nên tất cả. Nhưng bàn tay của chúng ta sẽ tạo nên hạnh phúc. Hay là vợ của anh, là mẹ của các con anh mãi nhá. Gôn ơi! Dạ. Gôn cầm cho bố. Gôn chứng kiến là bố cầu hôn mẹ và mẹ đã nhận lời bố rồi nhá. Vâng ạ. Wow, đẹp quá. Thế bố mẹ đã cưới nhau rồi ạ. Cưới chưa ạ? Có chứ. Nào. À, mẹ cầm cái này cho bố nào. Tè. Đẹp quá. Phải có cái đồng hồ này thì mới yên tâm hơn được. Hai mẹ con đi đâu bố còn biết. Đúng không? Con thấy thích không? Có ạ. Con cảm ơn bố ạ. Con yêu bố mẹ. Cái gì đây? Đẹp không? Đẹp. Tặng tôi à? Ở đâu ra vậy? Chiếc cà vạt xinh đẹp này là món quà mà Mỹ Đình mua tặng cho anh luật sư đẹp trai Trương Quốc Vinh. Bà, xông xáo táo tợn quá. Người ta ngại đấy. Nam ơi Nam, Nam đã coi thường sức công phá quyến rũ của sân vận động Mỹ Đình này rồi đó Nam ơi. Đã đi ăn tối với nhau rồi, làm sao mà gọi là người lạ được hả? Người hơi bị thân á Nam. Cái gì? Đi ăn tối á? Thanh niên của bố giờ muốn ăn gì nào? Pizza, à không, gà rán á. Ok. Ai biết mà đến thăm sớm thế hả em? À, lúc nãy em có ngồi làm việc với Hiền, nghe tin Gôn cho nên cô ấy gửi bảo ạ. Hồi nãy họp với Đông Ba mà bên đó ép giá quá, anh bực. À, cô Hà, con chào cô Hà ạ. Cô chào Gôn. Sao mẹ không chào cô Hà? Mẹ với cô Hà không chơi với nhau nữa à? Có chuyện gì đấy ạ? Không có gì. Con với lại cái Nhiên kết hôn rồi hả? Vâng. Mấy cái thủ tục ấy mà, nhanh lắm ạ. Mẹ tính nói với con á là các con đi nước ngoài sống đi. Mẹ sống ở đây nha. Nghĩa nè, con có thể lo liệu cho mẹ căn nhà ở đây được không? Ở thành phố này ấy à? Ừ. Xem như là con lo cái căn nhà đó cho mẹ dưỡng già nha con. Mẹ muốn căn nhà như thế nào ạ? Mẹ muốn cái căn nhà nó giống như là mẹ con mình lúc trước ở với cái hả? Mẹ quen ở đó rồi, mẹ thích ở nhà đó. Mẹ là người trước giờ rất là tiết kiệm. Sao tự dưng bây giờ mẹ muốn ở một mình cho căn nhà to đùng thế làm gì ạ? Có gì mẹ nói thẳng đi.
Mẹ đang muốn bù đắp lại cho cô con dâu cũ của mẹ đúng không? Dù thế nào á thì cái căn nhà đó bố mẹ con Hà nó cũng mua cho nó mà con. Với lại con cũng đã làm chuyện đến mức này rồi, con đâu có thiếu tiền nữa đâu. Mình trả lại cho người ta đi nghe con. Trả cái gì mà trả? Sao mẹ lúc nào mẹ cũng coi như cô ta là lương thiện, là dịu dàng lắm vậy ạ? Mẹ có biết là cô ta suốt ngày bê cái bụng bầu đi khoe khoang khắp nơi không? Thế con nói cho mẹ biết, dù là ông ta có vào tù, cô ta có mất một căn nhà, thì nhà người ta cũng không nghèo đi đâu cả. Sao mẹ cứ ăn năn dằn vặt mấy cái chuyện không đáng làm cái gì?